đã từng có một cặp song sinh. Dạ, nhưng mà vợ em mang thai là khoảng 5 tháng rưỡi. Thì tự nhiên cái bữa đó vợ em đi vệ sinh mà nó bị vỡ ói à. Là em bé đã thò chân ra ngoài rồi, nên là không giữ được. Vậy là mình bị sanh non đúng không ta? Dạ đúng rồi, sanh non ạ. Là bao lâu rồi? Dạ tháng 12 này là đúng 1 năm á. Đúng 1 năm. Nhưng mà bác sĩ có nói lý do tại sao, hay là do cái thành bụng của mình nó mỏng rồi bám không được hay sao? Dạ dạ, là thành cái thành tử cung của em ngắn quá là không giữ được ạ. Chắc là do sanh đôi. Sanh đôi. Dạ đúng rồi. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Tôi biết ai luôn nè. Ơi, ai hot boy trà sữa phải không? Đây, dạ. Hot boy trà sữa. Trời đất ơi. Dạ, em chào quý vị khán giả. Chào quý thợ. Dạ, đây là cái món quà thì đầu tiên là vợ chồng em bán khô gà. Nên em gửi... Ủa, còn bán trà sữa không? Dạ, chút xíu em tâm sự rồi. Tại nhiều hơn, ta bán qua khô gà rồi. Rồi, xin phép. Rồi, để cho anh cất vô nghe. Rồi. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Tấn Lợi. Hôm nay em 26 tuổi. Em đến từ Long An. Và công việc của em hiện tại là hai vợ chồng đang làm YouTube và bán khô gà. Đây là vợ của em ạ. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Xin chào anh Quốc Thận. Dạ, nói lớn. Cầu chị luôn đi em, chị đi nha. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Thu Tần. Em sinh năm 1994. Em hiện tại em ở Long An. Công việc hiện tại của em là ở nhà nội trợ và buôn bán hàng online. Rồi, bây giờ cho anh hỏi là hai em cùng ở Long An. Vậy anh đoán nha, có phải là hai em là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã, từ cái thời mà đi học, từ cái thời mà ở chuồng tắm mưa đúng không? Dạ không, ở chuồng tắm mưa là lúc đó chưa gặp đâu. Chưa gặp. Dạ, tụi em quen nhau thì hình như học lớp 11 hay lớp 12 gì ạ. Là 2011 đến nay. Cái lần gặp nhau đầu tiên là ở đâu? Dạ thì cái lần gặp nhau đầu tiên thì hai vợ chồng em thì gặp ở đám cưới. Đám cưới có một người bạn. Sau đó thì em xin số cái thằng bạn em, nhưng mà nó cho số điện thoại. Xong rồi em tối về em nhắn tin. Em nhắn đã đợi tới khúc cuối là cho lộn số điện thoại nhỏ bạn của vợ em. Nhưng mà là em thích Tùng đúng không? Lúc đó em chưa có thích gì hết trơn á. Dạng như thằng bạn em nó bảo là có con nhỏ này là nó thích mày nè. Tức là Tùng thích em trước. Dạ đúng rồi. Không? Lúc đó là bạn em nói là em đi đám cưới đi. Có mời ca sĩ Chu Bin về. Cái em mới lại, lúc đó em lại tới đám cưới. Cái em mới còn nói ôi ai hát hay quá vậy. Cái bạn em mới chỉ là lại dạ là lúc đó có ấn tượng luôn à. Vậy hả? Lợi còn nhớ cái bài đó không? Phải xem như hai chúng ta chưa từng gặp. Ngày mai lỡ nếu có gặp nhau, một hai câu quan tâm đến nhau rồi thì thôi. Hay quá. Trời ơi. Bạn này là cái giọng bạn mới làm một cái MV mà giọng bạn rất là hay. Rồi sau đó thì như thế nào? Rồi sau đó bạn em mới dẫn đi karaoke. Em nhớ lần đầu là hai đứa đi hát karaoke mà vô hai đứa bằng tuổi mà còn nít. Lúc đó thì tụi bạn em xưng là bạn này rồi tớ rồi cậu hay này. Còn em vô thẳng vấn đề, em kêu là anh em luôn. Dạ em bảo là anh với em cứ ngồi còi tím nghe em hát. Rồi sau đó thì tình cảm của các em phát triển như thế nào? Thì nói chung là tụi em quen nhau thì nó cũng không có được gần. Tại vì vợ em thì ở Long An, còn em thì ở huyện Châu Thành, cách nhau tới 15 cây số. Nên là gặp nhau thì vợ em thì lâu lâu cúp tiết trốn học xuống chơi với em thôi. Tại vì lúc đó là vợ em đi chiếc xe mắt, còn em là chạy đạp điện. Nên là em vòng lên Long An thì về sợ hết điện đạp chết. Nên là vợ em đi xe máy thì xuống dưới Tàm Hẹp. Trời ơi, mà mỗi một ngày như vậy chạy xe xuống tuốt ở dưới Long An. Dạ, là cái tình yêu của em dành cho chồng em là mãnh liệt quá đúng không? Dạ. Cảm giác giống như em thương chồng em hơn là chồng em thương em á. Dạ. Rồi có dịn vào cái điều mà biết làm em thương mình quá cho nên là hay làm nư rồi hay kẹo trơn đồ này kia nổi dạ cũng có. Ví dụ như là mỗi lần cãi nhau và đều chia tay vậy. Đòi chủ động đòi chia tay. Trời ơi, mà có chia không? Em với vợ em chắc cả trăm lần rồi ạ. Mà toàn em đòi chia tay thôi. Dạ đúng rồi, cái thời chú thật là đàn ông. Nhưng mà các em lúc đó là còn đi học. Vậy thì cái tình yêu nó nảy nở như vậy. Rồi gia đình hai bên có biết không? Dạ gia đình lúc đó chưa biết ạ. Cái lúc mà em quen vợ em là có, em nhớ có cái đợt mà đi chơi về hai đứa giận nhau á, là vợ em chạy vô nhà khóc, cái cha vợ em chạy ra lỡ làng nào là dứt câu là em về tới nhà em rồi. Là bỏ chạy rồi đó. Em chạy
Em nhát dữ lắm, em sợ lắm. Tức là cha vợ khó tính lắm hả? Không, cha bây giờ thì em sống chung với cha thì cha rất là dễ. Lúc đó là em sợ cha, đúng không? Dạ, lúc đó thì sợ, tại vì chưa biết mặt cha ra sao nữa mà. Lúc đó là chỉ quen lén lút nít mà. Mà sợ cha như vậy, vậy thì mỗi lần mà hẹn hò với nhau chắc lén lút lắm không? em kể cho anh Thuận nghe. Lúc là em lần đầu mà hai tụi em mà hẹn hò là hẹn ở Bà Kè. Cái lần đó là em thiệt em ấn tượng, chắc em nhớ tới già luôn á. Bữa ổng đi ngồi Bà Kè xong rồi kiểu như là nói chuyện rồi cái em cũng muốn tập hung. Hai đứa tính chuẩn bị hung, nhắm mắt nhắm môi chuẩn bị hung hung cái ở sau lưng có ông già. Ông già. Ông già, ông xin ăn. Ông bảo là gì cả, cô cậu có tiền không cho tôi xin 5-3 ngàn. Lúc đó thì em đang vô trớn cái cũng ngưng lại chút xíu, mất trớn, móc ra 5 ngàn đưa ổng. Quay qua ổng bảo là cảm ơn quỷ đực, cảm ơn quỷ cái. Có không? Em nhớ tới già cái câu chuyện này em thề luôn. Trời ơi rồi hai đứa em mất hướng nhìn nhau rồi cứ như bị đứng hình luôn. Em không biết sao mà ổng lại nói như vậy. Cuộc đời trái ngang ghê. Rồi sao bữa đó là về luôn, quê luôn, mất hứng đúng không? Dạ, quê tèo. Rồi cái tình yêu sâu đậm đến với hai em đó là sau đó là bao lâu? Khoảng hơn 2 năm á. 2 năm sau? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nói là sâu đậm luôn là khoảng thời gian là hai vợ chồng em bán trà sữa ở quán Dĩ Hè. Từ cái lúc mà bán trà sữa với nhau là mới có tình cảm nhiều hơn hả? Cho anh hỏi nè, tụi em còn quá nhỏ nhưng mà đi ra kinh doanh như vậy thì anh muốn biết là nó có nhiều những cái kỷ niệm hay là có nhiều cái vất vả gì không? Dạ nói chung thì cũng có vất vả, nhất là khúc trời mưa, tại mình bán ngoài trời mà đâu có cái gì để che đâu mà. Thì nếu mà mưa khách tới thì khách bỏ đi về, tụi em vô xe trà sữa trú mưa trong đó. Rồi đến một cái giai đoạn mà anh Lợi này, tôi nhớ có thời gian là ảnh rần ở trên mạng. Đó, anh được mệnh danh là hot boy nữa. Hot boy trà sữa, vậy thì có nhiều cô gái đến thì lúc đó làm sao? Em dạ hình như là biết có vợ rồi hay sao nên không có ai để ý tới hết. Trời ơi, tất cả các tài khoản của em là biết mật khẩu hết trơn à. Sẽ xóa hết tất cả những cô gái đẹp. Không bao giờ em nhắn tin được với ai cả. Biết là em cũng làm biến nhắn. Sao anh nói tới chuyện đó mà sao em bức xúc quá vậy Lợi? Thấy sao cuộc đời em trái ngang quá vậy? Trời ơi dạ. Đó, coi như em đã bị phong tỏa từ dạ, đúng năm rồi. Em lớp 11 cho tới thời điểm này đúng không? Dạ. Phong tỏa toàn bộ mặc dù mình là hot boy. Bây giờ mình lấy cái móc ra, cái móc mà hai em mở trà sữa cho đến khi các em cưới nhau thì là bao nhiêu năm? Gần ba năm mới cưới. Mở lúc mở bán đề đường á là tới cưới là gần 3 năm. Rồi có con chưa nè? Dạ nói tới chuyện này thì nó cũng có một cái biến cố. Dạ hai tụi em thì cũng đã từng có một cặp song sinh. Dạ nhưng mà vợ em mang thai là khoảng 5 tháng rưỡi. Thì tự nhiên cái bữa đó vợ em đi vệ sinh mà nó bị vỡ ói gì đó. Là em bé đã thò chân ra ngoài rồi nên là không giữ được. Vậy là mình bị sanh non đúng không ta? Dạ đúng rồi, sanh non ạ. Là bao lâu rồi? Dạ tháng 12 này là đúng 1 năm. Đúng 1 năm. Nhưng mà bác sĩ có nói lý do tại sao hay là do cái thành bụng của mình nó mỏng rồi bám không được hay sao hay là dạ lo thành cái thành tử cung của em ngắn quá là không giữ được ạ. Chắc là do sanh đôi. Sanh đôi. Dạ đúng rồi. Trong cuộc đời em chưa bao giờ mà sợ như cái lúc đó luôn. Tại vì khi mà đưa vợ em lên tới bệnh viện á, thì vào nói chuyện với bác sĩ mới bảo là sanh như thế này thì cái dấu hiệu mà bị băng huyết á. Em nghe tới câu đó là em sụi rồi. Em cái chân em đứng không nổi nữa. Em sợ vợ em mất luôn. Nên là nói tới giờ lúc đó là em rất cực kỳ là khó chịu, rất là buồn mà em khóc mà bệnh viện nhìn em dữ lắm. Em khóc rất là nhiều, mẹ em rối về em luôn mà, mẹ vợ em á. Mà lúc đó là vợ đang ở trong phòng cấp cứu. Dạ vợ thì đang sanh ở trong, em không biết sanh được hay là không. Tới lúc mà bệnh viện là họ nhắn tin cho mình á là Nguyễn Thị Thu Tần đã sanh ra 2 bé trai bao nhiêu gram á, rồi sanh lúc mấy giờ, lúc đó em mới nhẹ người. 1 tiếng sau bé mới mất. Nhưng mà bây giờ sức khỏe của em thì như thế nào? Em đã ổn định cả về tinh thần lẫn Dạ em đã ổn định mà đi khám thì bác sĩ nó vẫn có bình thường vẫn khỏe lại rồi Như vậy là khi mà mình biết được rồi thì mình sẽ cẩn thận. Ví dụ như trong trường hợp nếu mà bị đa thai á, tại vì cái tử cung của em nó không chứa nổi. Dạ. Không chứa nổi, nó không có chỗ để cho hai cái thai cùng tồn tại một lúc. Dạ. Thành ra mình phải tính trước những cái này. Dạ. Thôi, nói chung là anh xin chia sẻ với cái nỗi mất mát của hai vợ chồng em ha. Dạ. Rồi
Thôi bây giờ cái chuyện buồn, cái chuyện lắng mình cho nó qua đi ha. Yeah. Bây giờ mình nói đến cái phần nào để cho nó vui, nó sơm tụ hơn. Tại vì ông này ông rất là hài hước. Bây giờ đến cái phần gọi là khui tật xấu nhau. Em được ưu tiên khui tật xấu của bạn đó. Tật xấu của chồng em là hay lề mề lắm. Mỗi lần em nhờ cái gì á là chậm chạp, mà đợi cái khi em làm xong rồi mới ra không mà kiếm cớ trốn trốn. Dạ, đúng không? Trốn thì trốn mà đi làm thì siêng dữ lắm, mà ở việc nhà thì nhát lắm mà. Cái em mới nói là sao cái gì anh cũng chờ em kêu em làm dữ rồi em mới làm, đợi nước tới chân mới nhảy không vậy. Cái trả lời với em là nhảy sớm chi cho mỏi chân nè. Trời, cái cũng trả lời mẹ dữ lắm mà. Rồi cái gì nữa nè? Còn gì nữa nè? Trước khi tụi em mà chưa làm YouTube á là mê chơi Liên Quân dữ lắm hả? Mà hả, mỗi lần chơi Liên Quân là thua trận là cọc là la là hét lên hả? Hét dữ lắm mà. Còn có nhậu nhẹt bê tha được không? Đó. Em không có chơi nhây nhậu, nhưng mà mỗi lần nhậu là đi lén em không ạ? Trời ơi, một năm em giấu được một lần nè. Trời, em đi nhậu được, nói vậy chứ em bao giờ đi được đâu. Em đi là chút xíu là ngồi trước cửa rồi đó. Em biết làm gì trước cửa. Không, vừa mới vô bàn nhậu cái là bả vô tới. Dạ đúng rồi, sao mà nhanh cực kỳ. Cái số em ngộ lắm anh, là em đi nhậu là em chạy ngoài đường hả, làm xong đúng không, em chạy ngoài đường chút xíu là cũng gặp bả. Làm như là đánh mùi em. Rồi còn cái gì nữa nè Tần? Còn một cái là đói bụng hay cọc lắm mà. Ai đói bụng? Đói nóng tính đúng không? Dạ nóng tính lắm. Nhưng mà ăn uống thì có khó khăn không? Em thì thích nấu ăn dữ lắm, nhưng mà chồng em thì thích ăn hủ tiếu gõ. Không có ăn đồ em nấu? Dạ ăn cửa trưa hả? Ăn một cửa trưa, còn cửa chiều ăn hủ tiếu gõ. Dạ cửa chiều là phái ăn hủ tiếu gõ. Là cái ông đó bán hay cái bà đó bán hay cái cô đó bán? Hay là do nó mê nhỏ bán hủ tiếu gõ? Cái cô đó bán thì thấy chưa, nó gài dính liền cái ông, cái cô đó bán. Cho lãng mạn được không? Lãng mạn được không? Lãng mạn thì từ mà lúc quen tới nay là đúng 8 năm mà chỉ có lãng mạn là một lần duy nhất à. Cách đây vừa đây là sinh nhật em hồi tháng 10, là tự nhiên mua cho em một con gấu bự thiệt bự, là tự động mua, là tự động kêu người ta đem lại tới nhà, là em không biết gì hết á, là tới lúc mà cái anh giao hàng em tới nhà em mới biết. Là 8 năm trời quen nhau là chỉ có một lần nữa thôi. Đó à, là một cái bà gấu bông một đó. Dạ đúng rồi. Không dạ. Tặng một cái gì khác. Dạ không. Nhưng mà không một cọng bông. Dạ không luôn. Nhưng mà em có thích lãng mạn không Tần? Dạ không, em cũng không thích lãng mạn. Thì thôi đúng rồi, thôi khỏi hỏi. Mà em cũng không cần tới ngày tặng quà hay gì, em cũng hồi đó em không có đòi giữ hỏi được rồi đúng không? Tại vì giữ em tiền. Giữ tiền hay em tặng em cũng phải xuất tiền ra hả? Dễ sợ phải chưa? Phải xuất tiền, chắc xuất tiền chưa? Anh chị thấy vợ em chơi chắc ghê không? Giờ phải cảm ơn. Vàng gì hồi đó giờ không đòi quà. Thôi, rồi. Tật xấu của vợ. Tới em đó lại. Vợ em thì hay ngày xưa là em trên cơ vợ em lắm nha. Là ngày xưa em như ca sĩ, em cũng mặc quần tay áo sơ mi, em ra đường em ngựa ngựa em lắm. Và hồi đó trên cơ, em nói cái gì vợ em cũng nghe sắc đẹp hết. Cái từ ngày mà cái tật lòi cái tật xấu ra là em biết luôn là hay em với vợ em mà cãi lộn ở giữa đường á là bà sẽ quát lên. Mà em thì sĩ diện, em thì mới mắc cỡ, sợ bà con đồ nhìn là em im. Rồi kể từ ngày đó đôi ta chẳng thấy nhau là dẫn em trên cơ em luôn. Mà kèo trên luôn? Kèo trên luôn. Căm ra ngoài đường nó mới gây lộn đúng không? Đúng, trên xe. Chứ ở trong nhà có bao giờ gây lộn không? Nói này quá hay. Ở trong nhà thì chửi lộn nhẹ nhẹ thôi. Dạ thì cũng vài ba câu thì sai này không làm thì anh này sẽ không làm. Mà ra ra ngoài đường. Ra đường một cái. Bây giờ anh đi nhậu đúng không? Đi đâu? Rồi xong. Rồi. Cục đuôi đi vô luôn. Đi chạy xe một hơi về nhà. Hoặc là không chịu về nhà. Em mà trứng càng trứng là càng không chịu về nhà. Rồi không lẽ hai đứa ở ngoài đường nguyên đêm. Phải năn nỉ bà nữa không lẽ giờ bỏ mà giữ được. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp theo có tật xấu gì nữa? Có ghen không? Trời ơi. Trời ơi là tôi biết là ghen dữ lắm rồi. Trùm luôn, vợ em là trùm ghen luôn. Đâu trùm sao đâu, có câu chuyện nào kể nghe không? Bất kỳ ai nhắn tin là đều chửi em. Không cho ai nhắn em hết trơn á. Nhắn hai quà là em chặn liền. Chặn, đúng rồi, chặn mà em mắc cỡ với người ta không. Chỉ cần giao lưu hai anh em, chỉ cần đứa mặt cười lên cái rồi vô danh sách hạn chế. Bây giờ cái list chặn của em chắc rất là nhiều luôn á, mấy trăm người luôn á. Ai mà rủ đi nhậu em cũng chặn luôn á. Trời, nói chung là qua chương trình này rồi sẽ nhiều người hiểu được cái nỗi khổ của em đúng không? Dạ, khổ. Và đúng. Người ta sẽ bớt giận em là bởi vì cái người chặn không phải là em. Dạ, quý vị khán giả thân mến, sau này thì quý vị thấy vợ em la ngoài đường thì bơ đi để em trên cơ lại có được không? Để lấy lại tốc độ. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà đi đâu là bà cũng đi theo hết. Dính em như cục 500 vậy đó. Ngay kể cả là sáng này theo em đi xe buýt mà cái chỗ em nắng muốn chết mà không cho em đi là phải ngồi gần em mới chịu, không cho mà ngồi lết qua chỗ kia ngồi nữa. Mà em biết lấy hơi làm gì nữa, mà mấy năm nay chưa đủ hơi hả em? Là đi xe buýt từ dưới Long An lên đây hả? Dạ đúng rồi. Thế sao thiếu hơi em giữ người ta nằm là cái nhủi nhủi vô đây nè, biết kiếm gì trong đây nữa. Cái hương á.
nằm là nhủi vô đó. Tối là phải nằm lên dây là nằm xuống cái là gối tao là và đưa vô liền. Nhưng mà em đợi ngủ em cũng hất ra tê. Trời ơi, dễ sợ không? Cách đây 2 tháng là vợ em 71 cân. Là lúc đó nằm em tưởng đâu bao gạo nằm tay em không. Thiệt luôn á, mới vừa giảm cân được cách đây mà hai mấy tháng giảm được 10 kg á. Mới cho nó mặc áo này vừa này chứ không là các con không có đồ để mặc luôn. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Đừng chửi em. Đừng chửi em nữa à. Ủa chửi lắm hả lại? Nó nạt mình em à, chứ ra ngoài đường bất kỳ ai là không bao giờ nói chuyện lễ phép, rất là ngoan hiền. Mà sao riêng một mình em là chửi. Rồi giờ tới Tân, em mong muốn ông ấy thay đổi điều gì? Dạ là em chỉ mong muốn là bớt đề mề lại, là em nhờ cái gì làm liền. Tại tánh của em là em thích là làm xong mà muốn làm gì làm, chứ không có mà chần chờ lâu mà. Ừ. Ủa nói nghe nè, rồi tụi em xưng hô ở nhà là xưng hô làm sao? Nếu mà vui vẻ thì đúng rồi em kể. vui vẻ vẻ thì hai đứa heo ông xã mà nói chuyện heo tròn có ngày em kêu nó vậy không à? Là sao kêu sao? Kêu heo tròn ơi, heo tròn. Heo tròn. Uống nước không, múc cho nè. Vậy đó. Lúc nổi điên lên. Nổi điên lên nè. Đi chỗ khác đi. Vậy đó. Là không, nó không kêu tên, không kêu gì luôn, nói trọng không. Dạ hôm nay ví dụ như nếu như anh với mọi người muốn hai đứa có một chút gì đó thể hiện tình cảm với nhau á, thì cái mà mặn nồng nhất đó là thể hiện như thế nào? Em hay ôm vợ em, giờ ôm chứ sao ta? Ôm mẹ heo tròn á. Anh không dạy em cái ha. Trời đất ơi, thấy tương ghê không? Dễ thương quá. Ừ. Xì tiên hết sức luôn vậy đó. Thực sự hai đứa, trời ơi, đúng là thanh mai trúc mã. 8 năm trời. Dạ. 8 năm trời tụi em đồng hành với nhau. Sau đó thì làm ăn bươn chải ha. Dạ. Rồi trải qua biến cố. Dạ. Đau buồn đó, rồi bây giờ thì là hai đứa chung tay để mà gọi là xây dựng cái tương lai. Dạ. Sắp tới thì cũng biết nói cái gì hơn, chỉ mong tụi em á, là sẽ đạt được cái ước muốn của mình, đó là sẽ có một em bé. Ừ. Đúng không? Để dư cửa vô nhà. Mụ chúc cho hai em đi. Trời, sẵn sàng. Nhớ một đứa nói thôi chung nha, là chúc sẵn một sàng đứa thôi ha. Trước khi tạm biệt các em thì anh Thuận chúc cho vợ chồng của Lợi và Tân ha, cuộc sống luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc trọn vẹn, và đặc biệt là qua năm sau sẽ có tin vui và cuối năm sau sẽ có một em bé xuất hiện trong gia đình hai em. Cảm ơn. Một em bé thôi nha. Dạ. Rồi, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Là anh này rất hay cằn nhằn, cái chuyện gì cũng có thể cằn nhằn được, mà em thì rất thích nghe những lời nhẹ nhàng. Em chấp nhận góp ý, nhưng mà góp ý theo một cái kiểu nhưng mà dễ nghe. Là cái anh này anh cứ đập thẳng vào trong mặt, cảm giác như là bị dội một gáo nước lạnh vậy đó. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp tục nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai bạn. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình ạ. Dạ. Lời đầu tiên thì em xin kính chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và kính chào quý vị khán giả tại trường quay ạ. Em tên là Lê Nguyễn Minh Quân, sinh năm 1983, hiện tại là nhân viên của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Cao Thái Bảo, 27 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc tại trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là lớn nhau gần 10 tuổi đúng không? Dạ, 9 đúng tuổi ạ. Cái cơ duyên nào mà để khiến xui hai bạn gặp nhau? Hồi xưa là vợ em là học trò ở trong trường em công tác. Thì đa số trời của thầy không đó. Nãy đoán là được rồi. Này nó có cái gì đó nó gần gần nhau. Đỉnh. Nhưng mà em thì không có trực tiếp giảng dạy, nhưng mà em cũng có tham gia hoạt động bên đoàn hội. Vợ em lúc đó là học sinh thì cũng năm nhất năm hai tham gia đoàn hội rất là năng động, sinh hoạt chung đoàn chung, cho nên tụi em quen biết nhau ạ. Sau đó thì tình cảm của các bạn nảy nở như thế nào? Tụi em được phân chung một tổ với nhau. Vợ em lúc đó mới giỡn sao lấy tay em cắn em, tối là giấu răng luôn á. Sao? Ủa sao vậy Bảo? Thì ông này ông cứ giỡn ngay, ông chọc em á. Em cọc lên em cắn thôi. Cắn ổng. Tức là cái cắn đó là cái cắn cọc cằn đúng không? Dạ đúng rồi. Bội. Dạ rất là mực ạ. Yêu thương. Dạ. Không phải là thương nhau lắm. Là cắn thiệt luôn. Phải không? Dạ. Nó có cái dấu tay mà ông nói là nó bị bầm luôn cả tháng đời luôn. Chị là... tin tại vì cái răng em là răng thỏ. Sau cái lần bị cắn đó là tối hôm đó em về, em cái cảm giác của em là sao? Sau đó thì mới có ấn tượng, chứ tối đó thì chưa có ấn tượng liền. Cái dấu vết nó bắt đầu nó chuyển qua tím đó. Dạ. Đúng không? Thì bắt đầu em ấn tượng tới nhỏ bé này, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Thì sau đó là khoảng một năm thì lúc đó là tụi em mới đi mùa hè xanh chung với nhau.
gần 20 ngày đó thì ăn ở chung, sinh hoạt chung với nhau với lại bà con đó, mới bắt đầu thấy sinh tình cảm không? Dạ đúng rồi. Đó, coi như là sau mùa hè xanh thì là chính thức yêu nhau. Dạ. Và em sao? Khi mà đi chung mùa hè xanh chung với nhau thì ông này ông cứ bắt nạt em hoài. Nấu cơm thì cũng sẽ nấu cho ảnh ăn, ảnh sẽ không rửa chén. Đến lúc mà tắm xong giặt đồ là ông sẽ bắt em giặt đồ cho em luôn. Không bắt những bạn, có những bạn nữ khác nữa. Nhưng mà ông này ông chỉ đi mỗi em thôi. Rồi là ông này muốn đi mua đồ cũng lôi em đi theo chứ không có lôi bạn khác. Có phải là do em để ý cô này không? Dạ đúng hả? Sau cái 20 ngày đó thì em có cảm thấy em quý, bắt đầu là yêu ảnh không? Lúc mà ở chung với nhau mặc dù là đi nhưng mà cảm thấy là anh này cũng thân thiện. Bao lâu thì tụi em mới chính thức yêu nhau? Dạ thì sau đó về khoảng 1 tháng. Ngỏ lời luôn đó? Không có ngỏ lời, tự cảm nhận cứ đến chơi. Sau đó về thì em hay thường xuyên xuống chỗ trọ vợ em đó, ở chơi, đi chơi, ăn uống đồ này kia. Sao từ từ đó là yêu chứ cũng không có ngỏ lời nói yêu, không có ấy. Cho dù là mình không ngỏ lời mình phải có một cái dấu hiệu nào đó chứ đúng không? Dạ thì cái dấu hiệu là như chở đi chơi á thì em hay bắt nắm tay ôm em. Hai đứa rất ít khi mà thể hiện sự quan tâm nhau qua lời nói mà chỉ là hành động, ví dụ như là đi trên xe thì kiểu gì cũng phải ôm ổng bằng được, còn nếu mà không ổn là ôm ổng là ổng sẽ giận. Hồi nãy á là em có kể chi tiết bảo ở nhà trọ. Dạ. Là tới mấy năm? 3 năm. Ba năm. Dạ. Đó, vậy thì ở nhà trọ thì chắc chắn là anh cũng sẽ tới lui nhiều đúng không? Tới mà chưa có tới hết. Phải lúc mà gần cưới đó thì mới là... Tới luôn? Dạ, đúng rồi. Là quen nhau bao lâu? 2 năm. Em đi công tác ở trường. Em về mà em không có về nhà liền. Em xuống dưới phòng trọ của vợ em rồi. Thì xuống đó rồi mới đi ăn uống, đi chơi với nhau. Em cố tình đi về trễ mà. Để tối nói là lấy lý do là nhà đóng cửa ngủ rồi em mới ngủ lại ở đó. Tự nhiên thôi thì xong rồi chuyện nó tới là tới thôi chứ. Tất cả mọi thứ nó tự nhiên hết. Từ cái lần đó cho đến lúc cưới là bao lâu nữa? Dạ nửa năm. Gia đình đồng ý hết không hay là cũng tự động hiểu? Thực ra là tụi em không hề bàn bạc đến chuyện đám cưới. Tại em lúc đó em nghĩ là em mới có 22 tuổi thôi. Anh này cũng không bàn với em là sẽ đám cưới luôn. Thì anh này muốn về nhà em chơi thì em cũng sẽ dắt về nhà chơi. Tại vì cũng quen lâu rồi, mình cũng lúc đó em cũng đi làm rồi. Được cái là ở nhà em thì lại rất là ủng hộ con cái mình. Với lại mẹ em cũng nói là bây giờ sau này sướng khổ cái gì thì là mình chịu, chứ mẹ cũng không thể nào mà can thiệp hết được. Em ở Nghệ An lận, nên là đi xa mà cái ngôn ngữ ở ngoài quê của em thì rất là khó để nghe lắm. Dạ, mà anh này thì lại gốc trong miền Nam luôn. Thành ra đi ra nghe bao nhiêu là người nói là cứ hả không vậy đó. Là mặt anh ngơ ra mà anh không hiểu. Anh chỉ cười thôi. Xong rồi đến nỗi mà ba em hỏi nhỏ em là tao nói nó có hiểu gì không, nó cứ ngồi nó cười như khùng. Xong rồi em mới nói là em mới quay qua em hỏi là anh có hiểu gì không á, thì không hiểu gì hết. Mà phải cường ngoại giao thôi đó. Dạ. Mình phải trải qua một cái giai đoạn gọi là phiên dịch. Dạ đúng rồi. Thì trước khi cưới á có cái biến cố gì không hay là mọi thứ nó suôn sẻ? Trước khi cưới 3 ngày á là em bị té gãy chân. Tiệc lên hết rồi, đồ may xong xuôi, thiệp mời đã phát đi rồi thì em gãy chân. Rồi sao? Dạ thì vẫn tiến hành bình thường thôi. Đám cưới là đi cài nhắc đúng không? Không. Dạ, đi được không luôn ạ. Không đi được luôn, mà lúc đó là đãi ở dưới quên ngoài quê vợ em trước. Chiều đó là bị té gãy thì sáng sớm rồi sao là 3 giờ mà để làm đám á, là qua ngày sau nữa làm đám á thì vẫn phải bay. Cứ đi thì cứ dìu vô, lúc đám thì không có đi gì được hết, em phải bồng thôi. Trước bữa mà bay về ngoài quê để làm đám cưới á thì em vẫn phải đi làm. Thế là em đi cầu thang bị trượt té. Trời ơi, trời dạ. Vậy đó mà vẫn gọi là nhịn đau, cắn răng chịu đau để mà dạ, hoàn thành xong cái đám cưới. Dạ, trời ơi. Vậy là tụi em đã lấy cưới nhau được bao lâu rồi? Tính dạ, tính tới giờ là 4 năm. Có em bé chưa? Dạ rồi. Có một bé. Có một bé được, mai đã 30 tháng. 4 năm ở với nhau như vậy, có cái tật xấu gì nó lòi ra không em? Dạ nhiều chứ ạ. Thấy ảnh cười không, ảnh đâu có nói đâu, mà em nói là quá nhiều luôn. Thôi giờ em đi. Nói về tật xấu của vợ em từ hồi xưa giờ là cái tật mà bừa bộn lề mề, đồ đạc. Khi mà lấy ra khỏi tủ á, cái áo này xong mình lấy ra thì như những giật cái áo khác. Dạ giật ra mấy áo khác nó bị xô lệch á. Dạ, thì không có ấy mà cứ để yên vậy đó. Rồi qua bữa sau cứ lấy tiếp thì rồi ai là người sếp là cái đó? Dạ thì tất nhiên là em rồi ạ. Sếp em nói 1 lần 2 lần, nhiều khi em không nói em bực quá em cọc lên thì em la. La nhưng mà vẫn sếp đúng không? Dạ đúng rồi. Cái thứ hai nữa là từ khi sinh con xong á, cách mà nói chuyện với chồng con nhiều khi bực bội la nó hơi quá đi, dễ nổi nóng. Dạ. Cái thứ ba nữa là rất là hay xài điện thoại. Xài nhiều khi nó đang ngồi ăn cơm hai vợ chồng mà bạn nhắn tin, mà phải chỉ cái chuyện quan trọng gì đó mà trả lời gấp thì em không nói.
này nhắn tin nói chuyện chơi tám với nhau, chuyện trên trời dưới đất thôi. Buông chén ra cầm điện thoại lên nhắn, và vừa nhắn vừa cười với bạn vậy đó. Và để em ngồi ăn cơm mình vậy đó, hoặc là vừa nấu ăn vừa coi phim Hàn Quốc, hoặc là nghe nhạc. Em không phải là em không cho cái gì hết, em nói cứ làm xong hết rồi tới hồi giờ không muốn coi chơi giải trí thì mình làm, tập trung vô một việc làm. Còn cái điều gì nữa không? Dạ cái chuyện vợ chồng thì cũng có một ít, nhưng mà cái chuyện đó thì cũng không sao, tự vì mình thấu hiểu cho người vợ phụ nữ mình thì không sao anh. Mà nhiều khi cũng bực bội thì thể hiện ra cái lời nói rồi này kia thôi. Rồi giờ tới Bảo đó. Anh này anh quá là tỉ mỉ, em không thích. Như là bình thường ăn cơm xong thì em sẽ là người rửa chén, rồi xong em sẽ lau dọn bếp. Em đi vô nhà xong hồi em ngó ra thì ông này xong xuống ông lau lại, ông lau lại lần nữa. Còn thêm một cái nữa là anh này rất hay cằn nhằn, cái chuyện gì cũng có thể cằn nhằn được. Mà em thì rất thích nghe những lời nhẹ nhàng. Em chấp nhận góp ý, nhưng mà góp ý theo một cái kiểu nhưng mà dễ nghe, dễ chấp nhận hơn là cái anh này anh cứ đập thẳng vào trong mặt như vậy. Rất là dễ bị giống như cảm giác như là bị dội một gáo nước lạnh vậy đó. Thêm một cái nữa là anh này rất hay xài xẻ em. Kiểu như là hồi nãy chị nói em răng thỏ, là cái ông này trước mặt mọi người lúc nào cũng sẽ nói là em răng xấu rồi, là em xấu xí rồi, em này nọ rồi. Rồi xong thêm một cái kiểu nữa là ông này canh me cái lúc nào em ngủ cái tướng thiệt là xấu. Hả miệng lên hay là như này miễn sao lòi cái răng của em ra là ông sẽ canh me, ông chụp hình. Cũng không đến nỗi gọi là dìm đâu. Đó, cái là niềm nhưng vui mà nó ghê lắm anh. Cái này nó là niềm vui của người ta. Dạ, với lại một cái tật xấu nữa là anh này hút thuốc không bỏ. Vậy hỏi là trong cái việc nuôi con á, là hai vợ chồng có đồng thanh đồng thủ không? Dạ không luôn ạ. Nhưng cái lớn thì chắc chắn là phải đồng thuận rồi. Ví dụ như là con học ở đâu, tương lai của con như thế nào. Nhưng mà cái nhỏ nhặt kiểu như là kiểu dạy con á, thì em thì là người hơi nóng tính. Con khóc hay là con la gì đó thì em khi mà em dỗ không được thì em sẽ la nó. Nhưng mà ảnh không thích em như vậy. Hoặc là cái định hướng cho con là ví dụ như con ăn cái gì, hoặc là con chơi cái gì, hoặc là dạy con như thế nào á, là hai đứa tụi em không hợp. Vì sao không? Trong cái mối quan hệ của hai bạn á, nó có một cái vấn đề về cái tuổi tác. Bạn hơn vợ bạn tới 9 tuổi rồi. Dạ đúng rồi. Thì tuổi của vợ bạn bây giờ đang là cái tuổi mà đang hoàn thiện để trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Trong khi chồng của em là một người đàn ông trưởng thành rồi. Đó, có sự nghiệp, có trưởng thành rồi, có trải qua những cái tuổi mà giống như em vậy đó, để bây giờ trở nên là một cái hoàn thành về trong suy nghĩ, trong định hướng, trong cuộc sống hết rồi. Khi mà các bạn về ở chung với nhau á, nó sẽ bị cọ sát, cái đó là cái đầu tiên. Thành ra là các bạn phải để ý đến cái việc đó một chút. Cái việc mà chồng bạn nói về cái định hướng về dạy con á, là đúng chứ không có sai. Con nít mình không có la nó, chỉ có phân tích mà thôi. Nhưng bạn muốn vợ bạn hiểu cái điều đó, bạn cũng phải giống như là vợ bạn mong muốn. Có nghĩa là bạn đừng có la vợ bạn, bạn cũng phải phân tích để cho vợ bạn hiểu đang trưởng thành chứ chưa có trưởng thành. Mình phải dạy vợ đó, giống như là mình dạy con vậy đó. Đó, thành ra là cái trách nhiệm của bạn nặng nề lắm trong cái việc mà bạn phải củng cố cái mối quan hệ giữa chồng vợ, vợ con. Đó, ví dụ như cái chuyện mà vợ bạn á thích vừa ăn vừa nhắn tin điện thoại rồi cười hí hí như con điên vậy đó. Ừ, hoặc là vừa ấy vừa thích coi phim Hàn Quốc. Cái đang còn mộng mơ lắm, tức là cái tuổi này là tuổi đang phải cập nhật vô, đang phải cập nhật vô để mà hình thành tính cách. Có nghĩa là bạn chồng phải là người chủ động xoay chuyển cái không khí gia đình theo một cái hướng tích cực. Vậy thì bây giờ trước khi kết thúc thì em nói luôn, em mong muốn ở vợ em thay đổi điều gì? Thì như hồi nãy thì vợ em có ba tật xấu đó, thì em chỉ muốn cũng thay đổi ba cái tật đó thôi. Còn em thì sao? Dạ, cá nhân em thấy là so với những người khác hoặc những câu chuyện khác đó, thì em cảm thấy anh cũng rất là tốt rồi. Tuy nhiên là em rất muốn anh bỏ thuốc lá. Rồi là thêm một cái nữa là cố gắng ngọt ngào với em hơn á. Ngược lại phải như thế này, không thể nào là một phía được. Về phía bạn á, bạn phải nhớ phải không được bừa bộn nè, phải nhanh nhẹn nè, đó, làm đâu thì phải cất lại y như vậy chứ đừng có lung tung. Dạ. Cô gái xin, cái răng thỏ của cô gái cực kỳ có duyên dáng nữa đó. À, rồi thôi xin chúc hai em luôn luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Dạ. Mãi mãi như thế này. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn chị ạ.